ngày 27 tháng 6, thứ ba tuần 12 thường niên. Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Đừng lấy của thánh mà cho chó, đừng vứt ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Hiểu tốt, nói tốt và thực hiện việc tốt. Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta. Không ai muốn bị hiểu lầm, bị người ta hiểu xấu, nói xấu và làm điều xấu cho mình. Ai cũng mong mọi người hiểu tốt cho mình, nói tốt cho mình và thực thi điều tốt đẹp cho mình. Vì vậy Chúa Giêsu dạy: Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta. Trong đời sống xã hội và ngay cả trong các gia đình, việc nghĩ tốt, nói tốt về người và thực thi điều tốt đẹp cho người là việc không hề đơn giản và dễ dàng chút nào. Bởi trong mỗi con người thì thói hư tật xấu nhiều hơn những đức tính tốt đẹp. Chỉ có sự khiêm nhường, thấu hiểu, cảm thông và lòng khoan dung tha thứ mới có thể tìm được điểm tốt còn sót lại trong nhau. Đôi vợ chồng trẻ muốn chia tay vì vợ chồng không lúc nào thuận thảo, sinh ra bất hạnh, đưa nhau lên cha sở nhờ giải quyết. Cha sở bảo muốn giải quyết thì anh chị hãy về tường thuật lại những điểm xấu của nhau. Chị về cắm cúi viết 3 trang tật xấu của anh, làm cho chị không sống được. Còn anh chỉ viết 3 chữ: anh yêu em. Trình lên cha sở, cha sở đọc xong hỏi: Sao con không kể tật xấu của vợ? Anh trả lời: Thưa cha, con quên hết rồi, con chỉ còn nhớ được mấy điểm tốt của em. Ai gieo tiếng xấu cho mình vẫn cứ vui và cảm ơn họ, và không bao giờ nghĩ xấu, nói xấu, làm xấu cho họ. Ông Tư nói: Ấy mới là người thực hiện lời Chúa dạy hôm nay. Vâng, người có ý thiện, luôn làm việc thiện thì cũng sẽ luôn gặp điều thiện. Đặc biệt hơn, người thực hiện lời Chúa Giêsu dạy thì luôn hiểu tốt cho người và sống vui với mọi người, mang niềm vui của tin mừng cho mọi người mọi lúc, mọi nơi. Lạy Chúa, xin cho các gia đình thực thi lời Chúa dạy hôm nay luôn sống cho đời vui, luôn sống cho vui đời. Amen. Rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu là lễ tiến dâng đền tội chúng con. Thương xót chúng con. Thánh Gioan nói: Thiên Chúa là tình yêu. Ai sống trong tình yêu là thực sống trong Chúa. Kính chào tháng 6, kính suy tôn, kính chiêm ngưỡng, kính cảm tạ tình yêu Thiên Chúa qua tình yêu Chúa Giêsu Kitô cùng với Chúa Thánh Thần. Mỗi con người đã được đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, từ sự hiện hữu trên trần gian đến sức khỏe, vẻ đẹp, tài hoa, và nhất là trái tim biết yêu Chúa, yêu nhau, yêu đời, yêu người. Thế nhưng chỉ có người cảm nhiệm được tình yêu ấy, hồng ân ấy và yêu như Chúa yêu, người ấy mới thực hạnh phúc. Vâng,
Lạy Chúa, nếu không có tình yêu thì đời con như đã chết. Nếu không biết cho đi thì làm sao mong sẽ được gì? Nếu không có bác ái thì lòng con như cây bổng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Xin cho chúng con thực lòng yêu tha nhân như mình, vì khi yêu mến tha nhân còn loan truyền tình cha nhân ái. Amen. Chúa, nếu không sống để yêu thì đời con như đã chết. Nếu không biết cho đi thì làm sao mong sẽ được gì? Nếu không có bác ái thì lòng con như cây mộng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Một người không biết yêu ai mà nguyện cầu Thiên Chúa yêu mình. Một người không biết cho ai mà nguyện cầu lạy Chúa ban ơn. Một người không chia phận người mà đòi ai nấy chia phận mình. Chỉ một người biết sống yêu cho người, người ấy được nhận lời. Lạy Chúa, nếu không sống để yêu thì đời con như đã chết. Thì làm sao mong sẽ được gì? Nếu không có bác ai thì lòng con như cây bồng, như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Lòng con như cây bồng,
như thùng rỗng, như tiếng thanh la tan trong hư không. Xin cho con thương lòng yêu tha nhân như mình, vì khi thương mến tha nhân con loan truyền tình cha nhân ái. Xin cho con mở rộng đôi tay con cho người, vì khi từng thành ba vai con tạ ơn hồng ân Chúa Trời.